Xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán xe cũ. Và hôm nay mua bán xe cũ sẽ cập nhật cho anh chị và các bạn các mẫu xe hiện đang có mặt tại Làm Việt Auto. Đây là các mẫu xe hiện đang có mặt tại showroom anh chị nhé. Về showroom về thì đang chuẩn bị về rất nhiều các mẫu xe khác. Các bác quan tâm hãy liên hệ em. Và mở đầu đây thì em sẽ giới thiệu tới các bác là một chiếc Kia Sorento phiên bản máy xăng sản xuất 2016. Năm bánh với quãng đường là 76.000 km. Xe thì trang bị hộp số tự động và hiện đang giao bán với mức giá 575 triệu còn thương lượng. Và tiến tới một chiếc xe tiếp theo em muốn tới gửi tới anh chị và các bạn là một chiếc xe nó cũng cực kỳ đẹp của nhà Mitsu Pajero. Phiên bản máy 3.0 số sàn. Cực kỳ đẹp, 5 chỗ. Với mẫu xe này thì bác nào mà đang quan tâm thì có thể liên hệ em nhé, em sẽ quay video chi tiết gửi cho các bác có thể tham khảo. Mức giá nó chỉ có hơn 200 thôi. Hơn 200 triệu anh chị bạn có thể sở hữu một chiếc xe gầm cao này rồi. Đấy, xe rất đẹp nhé. Và tiến bên cạnh đây thì em có một chiếc Kia Sorento phiên bản máy xăng 2.4 sản xuất là 2017. Xe đang giao bán với mức giá 595 triệu còn thương lượng. Đấy. Làm bánh với quãng đường 41.000 km rồi ạ. Cái bên trong kia là chiếc Kia Sorento, bên showroom thì là đấy là chiếc xe đi lại ở showroom. Bên trong đây thì nó là một chiếc xe bán tải Jaguar Wildtrak 2 cầu. Các bác nào quan tâm thì có thể liên hệ em nhé, em sẽ gửi thông tin chi tiết thì do xe mới về. Còn chiếc xe này thì bên showroom đã bán rồi. Và tiến bên cạnh đây thì em lại có một chiếc xe hạng sang của nhà mẹt nhập khẩu, những chiếc GL450 4MATIC đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội. Đấy, anh chị có thể thấy 29A80085, biển cực đẹp. Làm bánh quãng đường là 96.000 km rồi. Và chiếc xe này sản xuất là 2010 anh chị ạ. Chủ xe, một chủ sử dụng. Mọi chi tiết của chiếc xe còn rất đẹp ạ. Hiện đang giao bán mức giá 935 triệu còn thương lượng và hỗ trợ giá cho anh chị và các bạn quan tâm nhé. Đây là một chiếc xe trong cái phân khúc 5 chỗ giá rẻ, phục vụ gia đình cho các bác nào đang có nhu cầu. Nissan Sunny XV phiên bản cao cấp đấy, sản xuất 2018. Năm bánh với quãng đường là 38.000 km và hiện đang giao bán với mức giá là 365 triệu còn thương lượng. Biển thì đăng ký biển thành phố rồi, mua về thành phố lớn sẽ không mất 20 triệu tiền biển nữa. Và trên đây thì em có một chiếc xe Lexus QX470 đăng ký biển thành phố. Xe hiện đang giao bán với mức giá là 1.030.000.000, sản xuất là 2007, nhập khẩu nguyên chiếc. Làm bánh với quãng đường hơn 100.000 km rồi. Dòng xe Lexus thì nó thiên về độ bền bỉ cũng như là khả năng trải nghiệm off-road các thứ rất là sướng. Và cảm giác ngồi trong xe nó thoáng đãng. Các bác quan tâm có thể qua địa chỉ ở số 18 Thành Thái, Cầu Giấy, Hà Nội để xem xe và trải nghiệm lái thử. Đây em có một chiếc Mercedes C300 AMG sản xuất là 2011. Chiếc xe này nó có trang bị rất nhiều các tính năng tiện ích và đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội. Và đang giao bán mức giá 545 triệu còn thương lượng và hỗ trợ giá anh chị nhé. Xe ngoại thất màu đen, nội thất ghế da màu đen. Trang bị full đầy đủ các tính năng option. Lên trên đây thì em có một chiếc xe Mazda CX-5 phiên bản máy 2.0 sản xuất 2016. Các bác nào yêu thích thì có thể liên hệ em nhé. Với mức giá nó chỉ là 655 triệu còn thương lượng và hỗ trợ giá. Làm bánh quãng đường là 54.000 km rồi. Và đây là một chiếc xe Audi A1 của bên showroom vừa mới về thôi. Chiếc xe này thì cực kỳ nhỏ nhắn xinh xắn, rất là phù hợp với các bác nào yêu thích sự nhỏ nhắn đi di chuyển trong phố. Xe đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội. Các bác nào có thể liên hệ thì em sẽ gửi chi tiết đầy đủ cho các bác có thể tham khảo về chiếc xe này một cách nhanh nhất và cũng như là đầy đủ thông tin nhất. Bên showroom bán ra thì có cam kết rõ cho anh chị và các bạn trên văn bản hợp đồng giấy tờ là sẽ không bị đâm va, không bị ngập nước. Chiếc Audi A1 này sản xuất 2010, mức giá đưa ra là 438 triệu anh chị nhé. Bên trong đây thì em có một chiếc xe Fortuner phiên bản V, một cầu số tự động, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, biển cũng rất là tương đối ổn, sản xuất 2015 thôi. Đấy, các bác nào quan tâm thì hãy liên hệ nhé, em sẽ gửi thông tin chi tiết đầy đủ. Cảm ơn các bác đã quan tâm tới kênh mua bán xe cũ, hẹn gặp lại ở các video tiếp theo của mua bán xe cũ. Xin chào và hẹn gặp lại.